Please recycle products can be made and distributed around the world, like example. Hoạt động kết nối giữa người trẻ ở Việt Nam và người trẻ trên toàn thế giới. Cũng là một người trẻ, tôi mong muốn biết trong vai trò là một người làm việc ở Đức và Việt Nam, giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành của cả hai nước, ông có quan điểm và đề xuất trong vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cho người trẻ. Tôi cho rằng trách nhiệm của người trẻ ở đâu cũng giống nhau. Đối với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, trách nhiệm của người trẻ rất lớn. Người trẻ có thể tham gia vào các công cuộc lãnh đạo và các việc lớn trên thế giới, góp phần từng bước thay đổi cục diện về môi trường. Số hóa và phát triển bền vững là câu chuyện mà tiến sĩ Philip Rösler, nguyên phó thủ tướng Đức, đã chia sẻ trong suốt buổi trò chuyện với sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 14 tháng 9 năm 2023. Với số hóa, ông cho rằng mọi thứ đều có thể được số hóa sớm hoặc muộn, thay đổi mọi thứ của cuộc sống. Tiếp đó là đến giai đoạn phát triển bền vững, trong đó các nền kinh tế nhận ra cần trách nhiệm hơn trong việc phát triển bền vững. Cùng với đó, ông Philip Rösler nhấn mạnh vai trò của giáo dục là gợi mở kiến thức, chứ không phải cho kiến thức. Sinh viên cần kết hợp kiến thức đã học, khả năng sáng tạo của bản thân để ứng dụng vào thực tiễn. Tôi cho rằng giáo dục có thể thay đổi con người và các doanh nghiệp về các hành vi có trách nhiệm với sự phát triển bền vững. Thứ hai là giáo dục đại học cũng cần có những hoạt động để sinh viên nâng cao nhận thức sử dụng kiến thức đã học vào sự phát triển bền vững trong tất cả các lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, vai trò của các trường đại học rất quan trọng. Tham dự chương trình, sinh viên được trực tiếp đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề chuyển đổi xanh với nguyên phó thủ tướng Đức. Đây là cơ hội để sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mở mang kiến thức trong lĩnh vực phát triển xanh và bền vững. Em đây cho rằng đây là một cơ hội rất là tốt để cho các bạn sinh viên có định hướng về con đường học tập cũng như là sự nghiệp tương lai của mình, và đặc biệt là nắm bắt được những thời cơ cũng như là vượt qua các thách thức để mà thành công trong tương lai. Thực ra là Bảo Ngọc cũng đã có rất là nhiều cái mối quan tâm về vấn đề biến đổi khí hậu và cũng như là vấn đề tương lai xanh của chúng ta. Đặc biệt đó là với sự góp mặt của ông Philips ngày hôm nay, thì chúng ta ngày càng đang làm rõ vai trò của người trẻ trong việc tham gia vào những vấn đề môi trường, tham gia vào những vấn đề biến đổi khí hậu. Hôm nay thì Bảo Ngọc học được rất nhiều và Bảo Ngọc rất mong là mình có thể đồng hành và cũng như là sẽ tiếp nối sứ mệnh của các bạn trẻ của ông Philips để có thể là giúp cho nền kinh tế của chúng ta trở nên xanh hơn, tuần hoàn. Đối với giới trẻ, ông Philip Rösler khuyến khích khám phá các lựa chọn giáo dục và tìm kiếm sự cố vấn trong các lĩnh vực này, cần cân nhắc việc bắt đầu kinh doanh hoặc tham gia các tổ chức, doanh nghiệp hướng tới sự bền vững và đổi mới sáng tạo.